Hello các bạn, trong video hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với mọi người cách chơi chế độ Daily. Bắt đầu mùa mới thì hôm nay đã là kết thúc tuần thứ nhất, thì hôm nay mình tổng hợp lại các cái video mình quay lại về cái chế độ chơi Mili này. Thì tuần trước, tháng trước mình đã quay cho các bạn về cái việc là chế độ tấn công của Mili. Thì cái video này chủ yếu mình tập trung về cách sắp xếp chế độ phòng thủ cũng như các cái chế độ ban đầu, cách đánh ban đầu trong tuần đầu tiên các bạn chơi. Các cái video trước thì mình quay từ tuần thứ hai nhé. Thì đây, cái video này có nhất mình để coi như mình làm một cái hoàn thiện chung về bức tranh về chế độ chơi này cho các bạn theo dõi kênh thì có góc nhìn tổng quan hơn về cách chơi. Thì mình bắt đầu đây cũng lại bằng nick chính luôn này, thì bắt đầu bằng cách quay võ sĩ. Thì trong đợt đầu tiên, những cái võ sĩ mạnh nhất sau Long Hồ thì kể đến để top cao lần đầu tiên thì cái võ sĩ quan trọng nhất là võ sĩ con ghi điên. Chỉ cần đi với Leona thì gần như bạn có một team clear toàn bộ các cái NPC mà không tốn một giọt máu đâu cả. Thì ngày đầu tiên thì mỗi người chơi sẽ có khoảng chỉ sắp được khoảng 2.5 team thôi. Có 5 team ở NPC, khi bạn có ghi điên sớm thì gần như các bạn cái tỷ lệ clear của bạn rất là cao. Rồi, quay trở lại thì đây là mình sắp xếp võ sĩ cho đội hình phòng thủ. Thì mình quen xếp thành một hàng dọc ở những cái vị trí trường chuyến cùng và hai vị trí hai bên thì đều được cộng thêm phần trăm máu và thêm điểm. Thì những vị trí này các bạn nên ưu tiên xếp nhiều con vệ nhé. Còn nếu các bạn mà có đội hình mạnh hẳn như Long Hổ thì ở tuần đầu tiên thì các bạn nên xếp ở cái ô đầu tiên nhỉ, thì các đối thủ công yếu là chết hẳn luôn. Nhưng mà sau này càng về sau ấy, Long Hổ các bạn nên lui về đội hình giữa hoặc đội hình cuối, khi đấy là cộng thêm máu, đối thủ sẽ khó là kết thúc bạn hơn. Và cái đội hình ở đầu tiên thì nên để những cái team mạnh như team Mỹ nhiều sao hoặc team Gấu hoặc bộ đào khỏe để tạo đột biến khiến đối thủ khó tính toán hơn trong việc dứt điểm cái liên đội hình của mình. Các bạn thấy không, mình đã để rất là nhiều võ sĩ vệ. Cái team đầu tiên là những cái tuần đầu tiên các bạn có thể xếp rùa hoặc Long Hổ nhé, đều rất khỏe. Bạn có thể check lại cái cách mình sắp xếp. Rồi, quay trở lại cái việc nói về một cái võ sĩ mạnh. Thì mình điểm qua cho các bạn trong đây, cái video thì vẫn đang tiếp tục phát về cái việc mình đổi quy đổi vàng. Nhớ các chế độ phụ này, các bạn nhớ đổi vàng nhé. Chế độ quy đổi phụ mình nhớ đổi vàng. Thì đối với những cái bạn server mới, cái chế độ này cũng là một chế độ quan trọng để giúp các bạn hồi lại lượng mạnh vạn năng. Khi sau khi bạn lấy một võ sĩ nào, nếu như cái chế độ mỏ là cái chế độ mà bạn có thể hồi lại được kim cương cho khi nâng cấp võ sĩ, thì đây là một chế độ để các bạn có mảnh vạn năng hồi lại khi bạn lấy võ sĩ đó. Những võ sĩ mới ở trong cái chế độ này gần như nó có thể gánh được team để các bạn chơi. Thì điều đầu tiên các mình muốn lưu ý là các bạn cố gắng chơi cho mình cái chế độ này đến lên level 10, 10, 10, 11 nhé. Thì ở trong 2 tuần đầu tiên các bạn không đánh được ai cả, thì tốt nhất các bạn nên quit và bạn lưu lại điểm. Điểm đổi một võ sĩ ở đấy là 300 điểm đổi võ sĩ. Thì ngày kết thúc một ngày bạn nên để mình dư tối thiểu là 30 điểm. Thì cả 3 trận thua thì mỗi trận bạn quýt sẽ được thành 270 điểm. Bạn vẫn có tiền thuê võ sĩ và nâng nhị môn, nâng được 2 môn thôi. Còn nếu bạn thắng thì nhiều điểm hơn để đổi võ sĩ hơn. Thì trong 2 tuần đầu của mình thì theo mình thì sau khi bạn đánh level 5, các bạn nên quýt chế độ Ultimate Battle, bạn quýt thẳng. Bạn tích cái lượng chỉ số thua cao, có nghĩa là bạn sau này, các cái tuần sau bạn đánh lên một lần mạch lên 11 rất là nhanh, gần như không phải gặp đối thủ mạnh nữa. Thì mình đấy là cả 3 tuần đầu bạn nên quit nhé. Rồi, trở lại với cái chế độ Mili. Thì đây là cái video mình quay lại cái chiến báo đánh ngày thứ hai ở một team bình thường. Thì ngoài cái con ghi rất là mạnh, thì cái Leona Leona đi với cả Mary và con Yuri vẫn là một cái team clear quái cũng khá là ổn nhá. Đây mình không đánh trực tiếp như cái KT hôm lại mấy buổi mình live trực tiếp, mà mình quay lại chiến báo thôi. Các bạn nếu có thể check lại hàng ngày, cái chiến báo thủ rất là quan trọng. Đây, nếu bạn có team Mỹ sớm, các bạn có thể dùng để clear những cái team
người chơi khác. Team Mỹ hoàn toàn có thể đánh được team Long Hổ. Nếu các bạn có một team thì Long Hổ trước nó lệch cái nhịp nộ ấy, thì team Mỹ hoàn toàn clear Long Hổ mà không mất đối con nào nhá. Team Mỹ cũng là một team mạnh trong việc gây đột biến đến trong chế độ này. Ôi, team này của mình dành cái team mạnh nhất để clear quái. Thấy đánh cũng lần lượt thứ tự, mình check cho các bạn xem. Cái lý quái rất là mạnh. Đánh ở tuần đầu thì chủ yếu là cờ lý quái thôi. Và khắc chế một hai team mạnh đây, như ví dụ như team này của đối phương là con Nimlet và con Robert, khi đi chung với nhau thì sẽ có một hai con đây đều có tỷ lệ bút máu. Nimlet rất là trâu nhá. Giết đoạn bình thường là khó rồi, khi mà nó có Robert bút máu thì có càng khó hơn. Khi đó bạn sẽ dùng đối với Nameless, các bạn muốn khắc chế Nameless thì các bạn nên những chơi những team có con ca phẩy, cái mức tỷ lệ ca phẩy của Robert thì cái tỷ lệ crit nó cao, Nameless nó không bờ lóc được, sẽ dễ khắc chế hơn. Thắng rất là đơn giản nhé. Đó, các bạn đi xếp thủ thế nào thì thủ, nhưng mà khi mà mình có những con hổ thì lại phải có một cái trận kích nộ hồn hổ. Ví dụ như ca phẩy hay Kyo đều là những cái võ sĩ rất mạnh ở cái tuần cuối cùng khi bạn đủ số sao, công của nó rất mạnh đây. Mình chuyển sang một team ngon hơn. Vẫn là ngày thứ hai nhưng mà đã có long hổ rồi nhá. Trong cái trận những cái con long hổ thì gần như là mình clear được hết. Nếu mà mình đánh kỹ, nếu mà mình đánh ẩu thì vẫn có thể thua nhá. Rồi đây là bạn ấy có xếp đội hình thú ẩu, mình còn đánh chủ quan đánh nào mà còn thua được, rất là ảo đột biến, chắc là tỷ lệ choáng nhiều. Long hổ vẫn gánh được nhá, trong đội hình có long hổ clear thì khá là ok. Cái này có long thôi không có hổ, mình nhầm, sorry các bạn. Rồi lưu ý thêm là các bạn mà chơi những cái tuần ngày đầu tiên này thì các bạn nên xếp đội hình có ba con ra hàng trước, cái đội hình này sẽ giúp các bạn clear quái dễ hơn, mình được nhiều team hơn đó. Như thế này các bạn mình đều cái team mà mình không có team mạnh thì mình đều để ba con hàng trước hết. Nếu mà thua các nữ võ sĩ người thì mình có thể dùng các cái team này để clear quái được. Tương tự mình vẫn thắng được cả team phun gấu nhá. Các bạn ấy xếp không không xếp hình thủ là chính thôi, đấy coi như cái đội chung. Vì tuần đầu tiên ba võ sĩ hàng trước rất là mạnh hơn so với việc xếp đúng, còn quy chuẩn thủ thì nên xếp là hai võ sĩ tăng hàng trước và đả hàng sau, đả kỹ hàng sau nhá. Cứ đều đặt hai võ sĩ công một võ sĩ, hai võ sĩ công hai võ sĩ thủ ở hai hàng thì nó ổn định hơn. Ngay cả nếu bạn xếp có đội hình có Mary ở hàng trước ấy, thì theo mình thấy là các bạn nên chơi một cách đột biến, bạn nên để thêm một con nữa tăng cùng Mary thì an toàn hơn. Không nên xếp những con kỹ đi cùng Mary nhé. Thứ hai tăng đi cùng hàng trước với cả có Mary thì đội hình độ đột biến của đối phương không thể phòng thủ được, nó rất là dị. Rồi, cái team này của mình có vẻ không hiệu quả, thua rất là nhiều. Quay sang một nick khác để mình quay trực tiếp đánh hơn. Đây, nick này còn có long hổ, nhưng mà đây là sang ngày thứ ba rồi các bạn ạ. Sang ngày thứ ba mình có long hổ và có Nameless là hai bộ hai cặp mạnh nhất ở tuần đầu và tuần thứ hai về cả phòng thủ lẫn tấn công. Team Mỹ và con ghi ở điểm dưới, con ghi chỉ đơn đả thôi. Con cặp với team thì long hổ với cà rùa thì ổn định và dùng được lâu hơn. Đấy, hy sinh chỉ đánh dẫn rất được được thêm rất là nhiều team ngay cả khi long chết. Rồi bên này họ có nữ, mình ngó qua nữ đả thì lấy hy sinh clear hoàn toàn đơn giản. Rồi, đối với đích có ghi đây, đội này đội rắn rắn rùa team clear và một con gấu cũng rất là dễ chơi. Rồi team bạn có đánh hàng sau rùa rắn mình đằng sau, tất nhiên mình để kêu như này hy sinh
đó, mất máu ít đối với team dừa của đội bạn khi mình không có long hổ. Mình đang check qua team, chỉ có team rồi, giết trước cũng được. Team rắn thì hoàn toàn có thể xử lý được, không mất máu. Rồi đội hình hàng sau, uầy, mình cũng có thể chơi một con này dùng thẳng luôn nhé, mất một chút máu thôi. Mình xem lại xem có con nào khác hơn hay hơn không. Thì mình dùng con khác này sẽ không mất nhiều máu, với con Robert nó hồi lại máu ngay này. Đối với con team rùa này thì mình không có team khác. Check những cái team có thể đánh được rồi, dùng nữ hy sinh, kỹ nữ hy sinh. Rồi khác team nữ này, vâng, con unit vẫn gánh được. Đây có lòng Nimlet thì một là chơi xong hổ, hai là chơi thẳng con kia. Rồi clear rồi. Mình sang sang đi khác rồi. Đây là ngày thứ ba này, vẫn là ngày. Chẳng biết lỗi gì rồi. Có hỏa, có hỏa. Ừ, tiên xoay đi mét. Đây này mình cũng xếp y chang. Cái đội hình nick này giống nhau quá. Có bị, có bị trùng đúng không nhỉ? Thôi giờ xem tiếp nào. Rồi, team sát đột kích hàng sau. Để mình nhầm chắc mình đánh 3 nick khác nhau. Các Gonit thì cứ auto dùng Mary thôi. Hỏa. Hiện tại không có team thì chỉ bắt buộc phải dùng team hy sinh cái team kin này. Dùng được Kula vẫn khắc được team hỏa. Cái trận này thì họ có hai thủ vào tăng gấu hôm trước. Rồi rắn không thể ăn được, không dồn được sát thương bên kỹ với nó, hy sinh và đánh hết rồi. Đoạn cuối thì Robert mới ăn. Rồi còn một đích nữa. Nhanh quá, mình còn chưa kịp nhìn. Check này. Thua, nêm nét rất mạnh. Ở team này thì khả năng cao là mình ăn được team rắn của mình. Bắt buộc phải dùng cái Kula vậy để ăn cái team ở giữa nhé. Kula Robert ăn team ở giữa này. Ăn team bên phải trước. Team ở giữa thì coi như hy sinh. Không ai chết cả. Rồi, hoàn toàn clear được bằng team rắn. Bên này sát thương mạnh. Chủ lực dồn đằng sau, vẫn nên để cứu hy sinh trước nhé. Sẽ bắt được lượng nộ của mấy con gấu còn lại. Rồi, chắc mình thí thôi. May mắn giết được. Cuối không ăn được. Clear 3. Đấy, clear 3 các bạn mới chơi. Thôi, kết thúc video ở đây thôi. Chào các bạn.